Hân hoan chào mừng toàn thể quý vị một buổi tối. Thưa quý vị, tôi đang có mặt ở thành phố Ninh Bình của tỉnh Ninh Bình. Và thưa quý vị, buổi tối ở tại nơi đây thì quý vị có thể đi dạo chơi, vui chơi. Mặc dù tỉnh Ninh Bình là cái tỉnh giáp ranh giữa miền Bắc, miền Trung và cái điểm vui chơi ở đây thì cũng rất ít. Tuy nhiên, khi đến Ninh Bình thì chúng ta có thể đi dạo chơi và chúng ta có thể đi tới khu quảng trường Đinh Tiên Hoàng. Nơi đó thì cũng có những cái khu vui chơi giải trí cho chúng ta uống nước, ăn uống nhẹ nhẹ vân. Hay quý vị có thể đi đến quán cà phê Thang, ở khu vực của quán cà phê này thì cũng có được cái quán trà chanh của bà Thắm. Đó là cái khu người ta có thể trà chanh chém gió đồng vân, cũng thú vị. Hay là chúng ta đến với khu phố ẩm thực, gọi là phố 8, trên đường Lưu Văn Tụy, hay là nơi cổng chào của Đinh Tiên Hoàng. Ở cổng chào Tràng An đó thì nơi đó là cũng là vui chơi giải trí của những thanh niên tuổi trẻ. Có điều nó hơi phức tạp một tí. Và ở đây thì quý vị có thể đi taxi, thì chúng ta nên sử dụng taxi Mai Linh hay là taxi an toàn là taxi Xuân Thành vân vân. Và thưa quý vị, khi nhắc về Ninh Bình thì chúng ta thường là nhắc về hai cái đặc sản nổi tiếng của Ninh Bình. Thứ nhất đó là những rặng núi Đá Vôi. Bởi vì đã xem những clip trước của Đức Phú Trần tôi gửi đến quý vị những cái khu được gọi là Hạ Long trên cạn và thắng cảnh của khu lịch Tràng An, được công nhận là cái khu sinh cái khu đường di sản UNESCO, mà được công nhận là di sản kép, tức là nơi đây vừa là thiên nhiên vừa là văn hóa. Bởi vì ở đây là vừa có cái thiên nhiên khu lịch Tràng An tam cốc bích động, bên cạnh cạnh đó thì còn có cái di sản văn hóa, đó là cái cố đô Hoa Lư của Ninh Bình. Chính vì những đó thì được công nhận là cái di sản kép. Và ở đây thì nổi tiếng thứ hai nữa đó là thịt dê. Thưa quý vị, dê nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta có hai nơi, một là Ninh Bình, hai là Ninh Thuận. Nếu mà chúng ta không có dịp ăn được dê ở Ninh Bình thì chúng ta có thể dùng dê ở Ninh Thuận, tức là dê Phan Rang. Dê Phan Rang thì nổi tiếng nhưng thật ra không bằng về dê Ninh Bình. Bởi vì chúng ta biết rằng là dê Ninh Bình là dê núi, những con dê nó phải có sự vận động, ăn những cỏ cây hoa lá thì da dẻ nó mới săn chắc, mới tốt được. Cho nên ở Ninh Bình này thì nổi tiếng về thịt dê. Và thịt dê ở đây thì tối quý vị có thể thưởng thức ở những cái quán, thí dụ như là nổi tiếng là ở khu ở núi Kỳ Lân, kế bên khách sạn trung tâm của Ninh Bình. Thì chúng ta có thể đến với núi Kỳ Lân, đó thì có quán Phú Dê hay là quán Dê Trâu Vàng hoặc là quán Hữu Nhị Hai. Và đặc biệt ở đây thì có quán Đức Đức Dê trên đường quốc lộ 1A, cách với những khách sạn ví dụ như Ritz Hoàng Sơn khoảng 4 đến 5 cây số. Thì tối nay đoàn chúng tôi đến đây để thưởng thức về cái quán Đức Dê này. Cùng mời quý vị sẽ cùng thưởng thức xem có ngon không, khẩu vị đây như thế nào nhé. Thưa quý vị, thì thịt dê là một cái thịt có nhiều chất đạm mà mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho chúng ta. Từ ngay xa xưa, từ thời Chúa Nguyễn Hoàng vào trong Hoa Nam, mở mang bờ cõi phương Nam thì đã mang theo những con dê rồi. Bởi vì thịt dê đó thì nó ưu việt là nó mang nhiều chất đạm. Cho nên thứ nhất là dê thì nó dễ quản lý, nó sống theo bầy đàn, cho nên chỉ cần nắm cái con đầu đàn thôi thì những cái con kia nó sẽ đi theo, cho nên là dễ quản lý. Thứ hai là dê trong những cái nhóm nhỏ thì có thể dễ mà làm cho những cái nhóm nhỏ, dùng những người binh lính trong cái việc hành quân, từ 8 đến 12 người thể dùng thịt dê. Và trong những cuộc hành quân như thế thì những cái lính bị thương vân vân thì người ta có thể dùng sữa dê, hoặc là những người sinh nở vân người ta có dùng sữa dê để dùng. Và thịt dê thì nó có nhiều chất đạm nên cũng phục vụ được cái sức khỏe cho những người lính đó. Chính vì những điều đó cho nên là từ thời Chúa Nguyễn Hoàng vào Ma Nam mở mang bờ cõi thì đã đem theo những bầy dê để đi cùng với cái đoàn tùy tùng của mình. Và điều này thì cũng thấy rằng là chúng ta thấy rằng là thịt dê thì người ta có nhiều cái câu nói về các những cái đặc sản của dê. Thịt dê thì có chất đạm cao, chính vì thế là chúng ta có thể dùng là dê xào lăn, dê xối xả, tái dê, hay là lẩu dê vân. Người ta có câu là tái dê chấm với tương bần, ăn dùng miếng rần rần máu dê, về nhờ vợ thấy vợ mê, ngày mai ta lại tái dê tương bần vân vân. Đó thì hiện tại bây giờ chúng ta có thể dùng được tái dê với lá sung, với
các loại chuối chát vân vân để dùng rất là ngon, hay là lẩu dê. Và thường người ta nói là tại sao một người đàn ông đến người con gái gọi là dê, thì có thể giải thích nôm na là đó là thời Vương Mạng. Bởi vì thời Vương Mạng thì ông có rất là nhiều cung tần mỹ tử, có khoảng 500 đến 600 bà vợ, cho nên tương truyền là tối Vương Mạng không biết ngủ với ai. Và nhờ thái giám thì những cái người nào đút lót cho tiền thái giám thì người ta sẽ, thái giám sẽ đưa đến ngủ với bà đó. Chính vì thế để công bằng thì thời Vương Mạng người ta có chiếc xe gọi là Sa Dương. Sa là xe, Dương là dê, tức là những con dê này nó sẽ chạy vô phòng bà nào thì vua sẽ ngủ với người đó. Cho nên trong cái chuyện thăm cung bí sử Vương Mạng, thời Vương Mạng thì thường các cung tần mỹ nữ thường treo cái bông sô đũa trước cái phòng mình để cho dê thì nó thích ăn bông sô đũa vân vân. Đó là những câu chuyện giai thoại về thăm cung bí sử của triều đình nhà Nguyễn. Và chúng ta thấy là thịt dê thì rất là ngon, nên là ở đây thì chúng ta có thể thưởng thức được thịt dê ở cái quán Đức Dê này. Và đây là một cái quán nổi tiếng ở Ninh Bình. Tất cả những cái du khách xa phương đến đây, đặc biệt là Hà Nội khi đến đây thì người ta đều thưởng thức cái quán Đức Dê này. Bây giờ xin mời quý vị sẽ vào trong để chúng ta thưởng thức về món dê nha. Nói vậy, đây là một cái quán thịt dê nổi tiếng. Chính vì thế là chúng tôi có mời một vài món để chúng ta dùng thử nha. Thì xin mời vị cùng thưởng thức với chúng tôi. Món đầu tiên là món gì đây? Tái dê hả? Tái dê nướng chao. Wow, đây là thưởng thức trước hai món thưa quý vị. Đây là tái dê và dê hấp chao. Đó là tái dê này chấm với tương bần ha, ăn với trái sung ngâm. Này. Đây là dê xào lăn chứ, dê hấp chao hả? Cũng dùng với tương bần quý vị, tái dê chấm với tương bần ăn dùng miếng nó rần rần máu dê. Về nhà vợ thấy vợ mê, ngày mai ta lại tái dê tương bần. Và đây là rượu Kim Sơn, một đặc sản nổi tiếng về rượu của tỉnh Ninh Bình. Rồi, cảm ơn quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị cùng nhập tiệc với tôi nhé, chứ để mấy đứa này nó a quắn quá.